Xin chào mọi người, hôm nay đã đến với kênh của mình. Mọi người ơi, hôm nay mình chia sẻ với mọi người cách làm món tàu hũ kho nấm nha. Cách làm như thế nào? Mình mời mọi người cùng vào bếp với mình nha. Cách làm thì vô cùng đơn giản, mình nghĩ ai cũng có thể làm được hết. Mình có 4 miếng tàu hũ trắng, 1 ít ngò rí, 150g khóm, 200g nấm gơm, 200g nấm đùi gà mini, hạt niêm, đường, bột ngọt, tương ớt và nước tương nha mọi người. Đầu tiên mình sẽ sắc khóm ra nha. Mình có nửa trái khóm 150g. Mình cắt bỏ cái phần cùi khóm đi nha mọi người. Phần cùi khóm ăn rất là dai không ngon. Sau đó mình cắt lại những miếng vừa ăn ha. Sau khi cắt khóm xong, mình cho khóm vào một cái tô. Và mình cho vào một muỗng canh đường cát. Trộn đều lên. Để cho khóm ngấm vào đường nha. Tiếp theo mình cắt luôn phần ngò rí. Mình bắt chảo lên bếp. Cho vào một ít dầu ăn. Khi dầu nóng lên, mình cho 4 miếng tàu hũ vào chiên. Mình chiên đến khi nào tàu hũ của mình vàng đều hai mặt, thì mình gấp hết 4 miếng tàu hũ mình ra nha. Và mình sẽ cho cái phần khóm mình ướp đường nữa. Mình cho hết vào. Mình chiên sơ cái phần khóm này nha. Mình chiên cho đến khi nào khóm của mình á nó vàng đều như vậy nè mọi người. Vàng hai mặt như vậy là được ha. Như vậy là miếng khóm của mình á khi kho lên ăn sẽ rất là ngon và rất là thơm luôn đó nha. Tiếp theo mình sẽ xào sơ cái phần nấm gơm của mình. Nấm mình trước khi kho mình xào sơ như thế này thì kho nó cũng sẽ ngon hơn là mình không xào nha. Sau 2 phút mình sẽ lấy nấm gơm ra. Phần nấm đùi gà sau khi mình xào trên bếp 2 phút thì cả nhà thấy phần nấm đùi gà ra rất là nhiều nước luôn ha. Bây giờ mình chỉ vớt và lấy phần nấm thôi nha. Mình tắt bếp và mình bỏ cái phần nước này nha. Mình cắt tàu hũ ra. Một miếng tàu hũ mình sẽ cắt ra làm 4 miếng nhỏ. Một muỗng canh hạt niêm. Một muỗng cà phê bột ngọt. Một muỗng rưỡi canh đường cát. Một muỗng canh tương ớt và một muỗng cà phê tiêu, 80ml nước tương. Mình sử dụng nước tương loại ngon để mình kho cho cái món chay của mình được ngon nha. Mình khuấy đều lên nè. Mình cho tàu hũ vào chảo trước, sau đó là đến phần khóm. Tiếp theo là nấm rơm. Mình chỉ lấy phần nấm rơm thôi, còn phần nước mình sẽ bỏ nha mọi người. Phần nấm đùi gà cũng vậy, mình chỉ lấy phần nấm thôi, phần nước mình cũng bỏ luôn. Cuối cùng mình cho hết chén nước sốt vào. Mình bật lửa lên và kho nha. Mình sẽ kho với mức lửa trung bình nha mọi người. Mình kho khoảng 2 hoặc 3 phút thì mình nên dùng đũa mình trở những cái miếng tàu hũ này của mình á mọi người, và nấm này của mình nè ha, để cho nó được ngấm đều cái gia vị nha. Bởi vì mình kho mình không có chế nước vào nha cả nhà,
mình kho hoàn toàn chỉ bằng nước tương thôi. Cho nên là mọi người phải chở tàu hũ của mình ha, để cho nó được ngấm đều vào trong cái nước sốt thì nó sẽ ngon hơn. Món kho mà cả nhà để khóm vào nha thì rất là tuyệt luôn đó. Cả nhà hãy thử một lần nha. Muốn ăn nước nhiều hay ít đó thì tùy nha. Nếu mà mình không thích nước nhiều thì mình sẽ kho lâu một chút ha, để cho cái nước nó sắc xuống ha. Còn mình muốn ăn nước nhiều thì mình kho khoảng 10 phút là được. Cái món kho thì mình không có thích ăn nước nhiều đâu mọi người. Mình sẽ kho thêm nữa nha. Thì sau hơn 10 phút á, mình kho trên bếp nè. Thì bây giờ cái nồi tàu hũ kho nấm của mình nè. Đó, cả nhà thấy chưa? Cái nước nó sền sệt như vậy ha. Đây, mình sẽ múc cái nước cho cả nhà xem nè. Cái nước sánh kẹo và sền sệt và nó còn ít ít như vậy là được rồi nè. Ha. Đó, cả nhà thấy hấp dẫn chưa cả nhà? Rất là ngon luôn và rất là thơm luôn. Thôi, bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Và bài ra đĩa thôi cả nhà ơi. Mình cho một ít ngò gí và vài lá ớt lên, trang trí cho đẹp nè. Và gắt một ít tiêu. Sau đó mình cho một ít nước sốt lên nữa. Cả nhà thấy món nấm gơm kho tàu hũ của mình có hấp dẫn không cả nhà? Mình có một chén cơm trắng nóng hổi. Bây giờ mình sẽ gắp một cái nấm đùi gà nè. Một miếng tàu hũ. Một cái nấm rơm. Một miếng khóm. Và một ít ngò gí và một miếng ớt nữa. Bây giờ mình sẽ ăn một cái nấm gơm xem như thế nào nha. Nấm gơm mềm, dai dai, vừa ăn rất là ngon. Mình ăn với một miếng cơm trắng. Khóm thì chua chua, ngọt ngọt, rất là vừa ăn và cũng rất là thơm luôn. Bây giờ mình sẽ ăn một cái nấm đùi gà nha. Nấm đùi gà dai, giòn, sừng sực. Món này mà mình kho với nấm đùi gà thì mình cảm nhận là ngon hơn nấm gơm nha. Bây giờ mình ăn một miếng tàu hũ nè. Tàu hũ mềm, vừa ăn, rất là ngon luôn cả nhà ơi. Hôm nay cũng là ngày lễ Phật đản. Thì ngày lễ Phật đản thì đa số mọi người sẽ ăn chay ha. Và khi mình ăn chay mà mình làm món tàu hũ kho nấm này thì thật sự rất là ngon luôn đó cả nhà. Đến đây mình cũng xin kết thúc video mình tại đây nha cả nhà. Cả nhà nếu thấy video này của mình hay thì hãy cho mình một like. Nếu ai chưa đăng ký kênh của mình thì mọi người hãy nhấn đăng ký và nhấn vào chuông thông báo. Để khi mình có ra video mới thì cả nhà sẽ là người đầu tiên xem video mới của mình nha. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Bye.